Nếu bạn đang là trụ cột gia đình thì đừng bỏ qua clip này. Nếu người kéo xe là bạn, trên xe có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây bất cẩn trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không? Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời. Là một người đàn ông, sống là phải gánh vác. Là một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm. Người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe. Người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước. Bố mẹ mệt là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác. Con cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa. Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa của chúng ta chứ không phải chỉ để xưng hô cho xong. Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng. Chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khổ, thấy điều khó nói của người khác mà thôi. Mệt mới phải, bởi sự thoải mái, dễ chịu chỉ dành cho người chết. Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở. Thế nên, đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu và phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc ba trách nhiệm trong đời. Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý. Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống có khí chất, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai. Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt, giúp con thực hiện ước mơ.